Chiều ngày 15 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã cử bác sĩ Trần Anh Tuấn trả lời phỏng vấn báo chí, giải đáp những thắc mắc về các ca chấn thương hiện tại của toàn đội. Như thể thao 247 đã đưa tin từ trước đó, ngày 15 tháng 3 vừa qua, tiền vệ Quang Hải với những bước đi tập tễnh đã không thể tập cùng đồng đội. Hay như Đình Trọng và Tiến Linh, hiện tại sức khỏe ra sao? Đó là những thông tin được khá nhiều người quan tâm. Nói về những cầu thủ này, ông báo một số tin vui khi Đình Trọng và Quang Hải có thể thi đấu ở vòng loại sắp tới. Nhưng cũng có thể, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mất đi một trụ cột, đó là cầu thủ Nguyễn Tiến Linh. Trong cái đợt tập trung lần này đấy, thì bọn tôi cũng đã kiểm tra tổng thể sức khỏe toàn bộ các cầu thủ. Thì có 3 cầu thủ phải trả về địa phương do không đủ sức khỏe thi đấu, đó là Lâm Quý, thì chẩn đoán là bị đứt cơ từ đầu đuôi phải. Thứ hai là Trần Thành, thì chấn thương sụt lôi cầu trống của xương đùi gối. Người thứ ba là Nguyễn Trọng Huy, thì bị chấn thương cái điểm bám của cơ bắn cân bắn mạc của đuôi trái. Còn những cầu thủ khác như Đinh Trọng thì đã mổ nội soi ở bên Hàn Quốc được 2 tháng. Thì Đinh Trọng thì kết quả thì chụp phim MRI lại thì cũng bị phù nề nhẹ cái cổ chân trước, nhưng mà vẫn có thể tập luyện và thi đấu ở cái giải này được. Tiến Linh thì chẩn đoán là bị giãn bó khớp và dây chằng sụn chêm của gối trái, thì chúng tôi đang còn tiến hành điều trị và sẽ phải hội chẩn lại. Rõ ràng khả năng mất Tiến Linh ở giải sắp tới là khá cao. Hiện tại kể từ ngày tập trung tới nay, Tiến Linh chưa thể tập trọn vẹn giáo án một buổi nào cùng đội tuyển. Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, có lẽ phải mất một tuần nữa anh mới có thể tập luyện bình thường. Điều đó cũng có nghĩa Tiến Linh gần như mất một suất thi đấu ở giải sắp tới. Như vậy huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mất đi một trong những tiền đạo chất lượng, và ông còn lại những cái tên khác như Đức Trinh hay Danh Trung để kỳ vọng. Vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 3 trên sân Hàng Đẫy, U22 Việt Nam sẽ có buổi đá tập quan trọng với Đài Loan. Đây là trận đấu đầu tiên U23 Việt Nam được thi đấu chính kể từ ngày tập trung. Rõ ràng, trận đấu này sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có những tính toán, thử nghiệm và bài test quan trọng với các cầu thủ. Họ cần thể hiện được tốt nếu không muốn bị gạch tên. Cũng theo huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ, ông sẽ rút gọn danh sách cầu thủ xuống còn 25-27 cầu thủ. Ngày 20 tháng 3 tới, ông sẽ rút danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Chiều ngày 15 tháng 3, UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng tứ kết cúp C1. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa MU và Barcelona. Có thể nói đây là trận cầu hấp dẫn nhất của vòng tứ kết bởi danh tiếng và lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai đội. Trong số các đội bóng Anh góp mặt ở vòng này, Liverpool được xem là nhẹ hơn cả khi chỉ phải gặp Porto. Trong khi đó Man City và Tottenham phải đối đầu nhau đáng tiếc. Juventus sẽ gặp Ajax. Các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 4, lượt về diễn ra một tuần sau đó. Kết quả bốc thăm tứ kết Europa League khiến hai đại diện của Anh một cười một mếu. Nói mếu là bởi Arsenal đen đủi, gặp đội mạnh và là ứng viên vô địch Napoli. Trong khi đó Chelsea dễ thở nhất khi chỉ phải gặp Slavia. Hai cặp còn lại gồm Benfica gặp Frankfurt và Villarreal đối đầu Valencia. Hôm nay 16 tháng 3, dự kiến Premier League tranh tài hấp dẫn, nhưng có một vài cặp đấu đáng chú ý phải bị hoãn lại. Đáng nói là cuộc đối đầu giữa MU và Man City, hay Brighton gặp Cardiff và Arsenal đối đầu Wolverhampton. Lý do là bởi các đội kể trên sẽ phải đá tứ kết FA Cup, lịch thi đấu cụ thể như sau. We'll be right back.